Huấn luyện viên Tây Ban Nha tưởng nhớ con gái xấu số. Huấn luyện viên Luis Enrique đăng ảnh kỷ niệm ngày sinh nhật Sana, con gái út qua đời vì ung thư xương năm 2019 ngay trước khi Tây Ban Nha đối đầu Đức. Chúc mừng sinh nhật Sana. Huấn luyện viên Tây Ban Nha viết chú thích bức ảnh ông đạp xe trước trận đấu. Trên Instagram, huấn luyện viên Luis Enrique cho biết thêm, hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải bởi chúng tôi thi đấu với Đức mà bởi con gái tôi Sana đáng lẽ sang tuổi 13. Con yêu, dù con ở đâu, cả nhà luôn yêu con. Bé Sana qua đời năm 2019 sau 5 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư xương dạng hiếm gặp. Con gái út của nhà cầm quân Tây Ban Nha lúc đó mới 9 tuổi. Vật lộn với bi kịch gia đình, huấn luyện viên Luis Enrique xin rút khỏi vị trí dẫn dắt tuyển quốc gia vì lý do gia đình. Vài tháng sau, ông mới trở lại tiếp tục nhiệm vụ quốc gia. Ngoài bé Sana, chiến lược gia sinh năm 1970 và bà xã Elena Cao còn có con gái Sira và con trai cả Pacho Martinez. Sira là vận động viên đua ngựa, hiện hẹn hò tiền đạo Ferran Torres. Người đẹp 21 tuổi mới đăng ảnh tắm biển và tình tứ bên chàng tuyển thủ Tây Ban Nha tại Doha, Qatar. Hôm 25 tháng 11 rạng sáng nay, các học trò huấn luyện viên Luis Enrique bước vào lượt trận thứ hai với đối thủ Đức được đánh giá cao nhất bảng E. Trận đấu giữa hai nhà cựu vô địch World Cup diễn ra hấp dẫn và được đánh giá hay nhất kể từ đầu vòng bảng. Sau hiệp đầu rằng co không bên nào ghi được bàn thắng, Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước nhờ cú vẩy vá ngoài của Morata phút 62. Nếu để thua Tây Ban Nha, Đức sẽ bị loại nên các cầu thủ cỗ xe tăng dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Phút 83, Fulkrug giúp Đức cân bằng tỷ số với cú sút chéo góc. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu bảng E với 4 điểm, nhiều hơn Nhật Bản và Costa Rica 1 điểm. Đức có 1 điểm, đứng cuối nhưng vẫn chưa hết cơ hội đi tiếp. Ở lượt cuối cùng vòng bảng rạng sáng 2 tháng 12, Tây Ban Nha gặp Nhật Bản còn Đức đối đầu Costa Rica.